Xin chào các em đến với chương trình học trực tuyến. Các em thân mến, tiết tập làm văn của chúng ta hôm nay được mang tên Đáp lời đồng ý, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Chúng ta cùng đến với bài tập số 1. Yêu cầu của bài tập số 1 như sau, nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau. Vậy thì theo các em, đối thoại là gì? Đối thoại là một cuộc nói chuyện từ hai người trở lên. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tình huống A để tìm hiểu thêm nhé. Chúng ta sẽ đến với đoạn đối thoại A nhé. Hương, cho tôi mượn cái tẩy nhé. Ừ. Vậy ở tình huống này bạn Hương có đồng ý cho mượn tẩy không các em? Bạn Hương đáp ừ, có nghĩa là bạn Hương đã đồng ý. Vậy nếu các em vào vai khi nhận được lời đồng ý của bạn thì mình nên đáp như thế nào? Các em cùng suy nghĩ nhé. Và cô sẽ gợi ý cho các em. Cảm ơn cậu, tớ sẽ trả lại nó ngay sau khi dùng xong. Cảm ơn bạn nhé, bạn tốt quá. Tớ cầm nhé, mình cảm ơn bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với đoạn đối thoại B. Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé. Vâng. Vậy khi được em đồng ý cho mượn đồ chơi là một người anh, ta nên nói gì nào các em? Các em cùng suy nghĩ để có lời đáp thích hợp nha. Và cô sẽ gợi ý cho các em là cảm ơn em ngoan quá. Em của anh ngoan quá, anh sẽ chơi cẩn thận. Vậy thì sau khi hai tình huống, chúng ta sẽ rút ra được gì nào? Là khi người khác cho phép hoặc đồng ý, chúng ta phải đáp lại bằng lời cảm ơn thật chân thành. Và khi đáp lại lời đồng ý, ta cần đáp lại với thái độ vui vẻ, nhã nhặn và lịch sự nha các em. Bên cạnh đó, các em cũng phải chú ý đến sự lễ phép khi các em đáp lại lời đồng ý, cho phép của người lớn tuổi hơn nhé. Và trước khi đến bài tập 2, cô cùng các em xem qua một đoạn clip nhỏ để mình thư giãn nha các em. Thank you.
Và sau khi được xem một đoạn clip rất là đẹp về biển thì hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề biển. Đầu tiên, các em sẽ quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Các em cùng đọc câu hỏi với cô nào. A. Tranh vẽ cảnh gì? B. Sóng biển như thế nào? C. Trên mặt biển có những gì? Và D. Trên bầu trời có những gì? Chúng ta hãy cùng quan sát tranh để trả lời câu hỏi là tranh vẽ cảnh gì? Thật là dễ để trả lời đúng không nào các em? Tranh vẽ cảnh biển vào buổi sáng. Bình minh lên, cảnh biển thật là đẹp. Đây là một bức tranh về cảnh bình minh vào buổi sáng ở trên biển. Các em thấy rất là đẹp đúng không nào? Em hãy quan sát tranh và kết hợp với những điều mình biết về biển để trả lời câu hỏi tiếp theo là sóng biển như thế nào? Các em hãy quan sát những cái cơn sóng, gợn sóng ở trên hình vẽ để mình có thể trả lời nha. Ta có thể dùng những từ ngữ để tả cảnh biển như sau. Những con sóng trắng nhấp nhô trên mặt biển xanh. Từng đợt sóng rượt đuổi nhau, tung bọt trắng xóa. Sóng biển lăn tăn nối đuôi nhau chạy vào bờ cát. Và những con sóng bạc đồng rượt đuổi nhau trên mặt biển. Chúng ta hãy cùng xem các bức ảnh về con sóng nhé các em. Đây là hình ảnh về con sóng. Như các em có thể thấy, khi xô vào bờ, khi xô vào những viên đá, thì những đợt sóng biển này tung lên thật là nhiều bọt biển và có màu trắng xóa. Tiếp theo, các em hãy quan sát tranh và trả lời cho cô câu hỏi là trên mặt biển có những gì? Chúng ta có thể dễ dàng quan sát là có những chiếc thuyền và những người ngư dân đang ra khơi đánh cá đúng không nào? Trên mặt biển, những chiếc thuyền đang giương buồm ra khơi đánh cá. Những cánh buồm được nắng sớm chiếu vào, nhìn xa trông như những cánh bướm nhiều màu sắc đang bay lượn giữa trời xanh. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng quan sát xem là trên bầu trời có những gì nhé các em. Và chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy là ở phía xa xa là những đám mây trôi lơ lửng, những chú chim đang bay lượn giữa trời và ông mặt trời đỏ rực. Mặt trời đang từ từ nhô lên, những đám mây màu tím nhạt đang bồng bềnh trôi, đàn hải âu bay về phía chân trời. Phía xa xa, ông mặt trời đỏ chót đang từ từ nhô lên, đàn hải âu đang chao lượn tìm bắt cá, những đám mây nhởn nhơ bay trên bầu trời. Vậy thì sau những gì mình vừa quan sát được, em cảm thấy cảnh biển như thế nào? Các em hãy nêu lên cảm nghĩ của mình nha các em. Và cô có một vài gợi ý cho các em như sau, là cảnh biển thật là tuyệt, em rất yêu thích biển, em rất mong được đi biển cùng với gia đình em. Và cảnh biển thật là đẹp, chúng ta cũng đều rất yêu quý biển. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ cảnh đẹp của biển? Để tận hưởng, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những bãi biển, thì chúng ta cần làm gì? Các em hãy thử suy nghĩ xem nào. Nếu các em có dịp được ông bà, cha mẹ dẫn đi chơi biển, thì các em có được xả rác hay không? À, tất nhiên là không rồi, và khi thấy rác thì chúng ta nên nhặt và bỏ vào đúng nơi quy định. Ngoài ra còn có rất nhiều việc làm khác có thể bảo vệ cảnh đẹp của biển. Tuy chỉ là một việc làm nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn để góp sức bảo vệ vẻ đẹp của biển đúng không nào các em? Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay cô khen các em đã học tập rất là chăm chỉ và cô chúc các em học tập thật vui. Cô chào các em.